mua Xiaomi, Realme tặng bảo hành vàng toàn diện cả nguồn, màn hình, vân tay trong 12 tháng duy nhất tại điện thoại hay vn Chào mừng các bạn đã quay trở lại với cây công nghệ mình là Minh Kha đây. Như vậy là Redmi Note 11 chính thức có đối thủ là chiếc Tecno Bova 3 vừa mới được ra mắt cách đây khoảng một tuần thôi và mức giá ở thời điểm hiện tại của hai em này nó dao động tầm khoảng là từ 4 ,1 triệu một đến 4 ,2 triệu hai và bây giờ chúng ta sẽ cùng đi vào chi tiết video để phân tích xem em này có phải là đối thủ của cái chiếc Techno Bubaba hay không các bạn nhé Trước khi đi vào chi tiết video thì những bạn nào đang quan tâm về các chiếc máy ở trong hút giá này đặc biệt là những bạn mà thích những chiếc máy sách tay Tại vì trong hút giá này thì sách tay nó luôn luôn là cho ra một cái thông số tốt hơn thì có thể là kích vào đường link phía bên dưới mô tả video để tham khảo nhé Điện thoại hay đang bán rất là nhiều mẫu mã đa dạng ở trong hút giá này để chúng ta lựa chọn điển hình như là chiếc Xiaomi Q5i khi các bạn mua tại điện thoại hay thì mặc định các bạn sẽ được tặng bảo hành bao gồm nguồn màn hình vân tay trong vòng 12 tháng luôn cho các bạn cực kỳ yên tâm sử dụng. Ok, quay trở lại với nội dung chính của video thì với cái chiếc Redmi Note 11 này so với lại chiếc Tecno Pop 3 thì nó sẽ hơn và thu cái gì? À, đầu tiên ấy mình thấy được rằng là về mặt thiết kế à, có lẽ là nó tùy thuộc vào gu của mỗi người đối với mình thì cái thiết kế trên cái chiếc Redmi Note 11 nó sẽ là một cái thiết kế tinh tế hơn và nó phù hợp với đại đa số người dùng hơn thay vì là cái chiếc Tecno P33 có phần thiên hướng là thuộc cho những bạn nào mà kiểu trẻ năng động cái thứ này kia ấy chứ còn mà nói về những người già lớn tuổi thì nó đúng là nó không thật sự là phù hợp lắm với là cái form thiết kế trẻ trung có phần là hơi hướng gaming như thế đúng không nào đấy thiết kế của em này thì được cái là nó vẫn bắt trend với cái dạng khung viền phẳng này Mặt lưng thì được bo cong nhẹ, cho ra một cái cảm giác cầm nắm rất là tốt. Kích thước màn hình của em này thì cũng chỉ là 6.4 inch thôi. Viền thì cũng được tối ưu khá khá nên thành ra chúng ta có thể thấy được rằng là kích thước của em này là cực kỳ nhỏ gọn. À, đây là một điểm mà mình đánh giá rất cao khi mà Xiaomi đã quyết định cho ra một cái cái sản phẩm nó hài hòa nó cân bằng về mọi mặt chứ nó không có thiên về một cái yếu tố nào như là trước kia nữa. Nói gì thì nói, nếu như mà các bạn cắt giảm, bỏ đi hết rất là nhiều thứ Ví dụ như là màn hình camera rồi pin sạc cái thứ này kia đi loa kép đi Thì chúng ta sẽ được làm một con chip mạnh hơn Thậm chí có thể là cấu hình ngang với lại những cái chiếc máy sách tay bây giờ Nhưng mà nếu làm như thế thì nó sẽ rất khó chịu về những cái trải nghiệm khác Camera chẳng hạn rồi là lo kép rồi là màn hình Các thứ cái thứ Tại vì một cái chiếc điện thoại thì nó sẽ là Có rất nhiều cái chức năng tác dụng không chỉ riêng gì mỗi cái con cấu hình đâu kể cả bây giờ lắp thêm cái con Snapdragon 860 đi chăng nữa thì nó cũng thế à cắt giảm đi nhiều thứ trong chán lắm các bạn à, Đấy, và đây là một điểm mà mình rất là 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 hoan nghênh Xiaomi khi mà họ đã quyết định tạo ra một cái sản phẩm rất cân bằng hài hòa về nhiều giá trị à, thứ nhất là màn hình cũng là AMOLED mà AMOLED này là 90Hz chứ không phải là 60Hz như là trước kia nữa và đây là thuộc cái phân khúc chết rất rẻ Tất nhiên chúng ta biết trước đó là cái chiếc Redmi Note 10 thì nó bị lỗi về cái phần màn hình Nhưng mà sang đến thế hệ 11 được ra mắt cách đây là là, 6 tháng rồi Tức là ra mắt từ hồi tháng 1 này đến bây giờ Thì nó đâu có hiện tượng gì về phốt màn hình đâu Nên là có lẽ như là Xiaomi đã đã, 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 cải thiện về cái phần chất lượng tấm nền rồi Nên các bạn có thể yên tâm về cái khoảng trải nghiệm với phòng phần màn hình AMOLED 90Hz này giá rẻ nhưng mà cũng đã được Xiaomi củng cố tại vì nói gì thì nói không phải là làm một cái sản phẩm ra để mà nó có tai tiếng đâu các bạn à quan trọng ở đây nữa là vừa bán được hàng mà vừa phải mang giá trị lại tốt thì mình mới có động lực mình làm tiếp chứ đúng không nào đấy cho nên là về cái phần màn hình của con này là gọi là xuất sắc nhất phân khúc giá thì nó cũng chả phải là, là, là nó quá đâu nó rất tuyệt vời về độ sáng lẫn cả chi tiết rồi màu sắc rồi là ti tỉ những cái ưu điểm mà cái tấm nền AMOLED này nó mang lại so với lại IPS LCD Về phần hiệu năng thì chip này nó sẽ có cho chúng ta là một con chip Snapdragon 680 Đây là một con chip ở thời điểm hiện tại nếu như mà so ngang với lại Helio G88 thì chắc chắn là một trời một vực rồi không thể nào so được đâu các bạn nè à. Tại vì con Helio G88 là hiệu năng nó gấp rưỡi so với lại con chip Snapdragon 680 này Mình thấy rằng là có rất nhiều bạn thần thánh Snapdragon ở thời điểm hiện tại Tuy nhiên thì xét theo một cái góc nhìn thực tế của mình và một người mà kiểu rất thích à, Rất thích đứng về kẻ yếu, rất thích đứng về những kẻ thất thế mà có cái ý chí muốn vươn lên như là Meratech Thì phải gọi rằng là mình đang đang cảm thấy cực kỳ hài lòng với lại Meratech năm nay các bạn phải hiểu rằng là con chip Mediatek nó rất là rẻ nó rẻ hơn nhiều so với lại lại Snapdragon nên khi mà Mediatek nó chỉ cần làm ngang thôi đó, làm ngang làm bằng với Snapdragon là nó đã đủ được một cái gì đó gọi là là là, là quá đáng mua rồi thay vì là cứ cố gắng phải mạnh hơn uh, gấp rưỡi gấp hai lần như thế này mà nếu so với lại Hello G88 thì Snapdragon 680 nó không có cửa đâu con này nhìn chung là trải nghiệm của nó ở mức ổn thôi chứ không hẳn là quá mượt mà đâu cái cái tầng số web 90hz này thì nó sẽ hơi bị uh, thi thoảng bị khẩn, đó, thì theo như cái trải nghiệm của mình thì nó cũng là một cái gì đó nó tương đối vì như mình đã nói, xiaomi đã quyết định là cân bằng về phần hiệu năng để mà tập trung thêm nhiều các cái tính năng nhiều cái khí cảnh khác nữa, thành ra khó mà có thể đòi hỏi được em này có một hiệu năng tốt hơn, đặc biệt là với snapdragon thì cũng là một cái cái phần mà giúp cho người dùng an tâm hơn rất nhiều rồi thay vì mediatek đúng không nào, đấy là xét về cái định kiến tâm lý mà Đấy. Còn về phần loa của con này thì cũng là một cái cặp loa kép rất chất lượng Nếu như so với lại Techno Bova 3 thì mình lại đánh giá cao cái phần loa của cái con này hơn Kèm với đó là có sạc 33W rồi là pin 5000 Thông số rất rất ổn các bạn, à. không có gì để chê cả Xiaomi là một trong những hãng mà mình thấy rằng là họ làm pin rất là tốt Khi mà mặc dù có một cái kích thước bé như thế này nhưng mà viên pin vẫn lên được là 5000mAh Đấy. Thì rất là đáng hoan nghênh Xiaomi Tầm này là nó đã quá đủ cho một em máy giá rẻ tầm khoảng 4 triệu đồng mà được bảo hành 18 tháng đến từ Xiaomi nữa, máy chính hãng mà. Đấy, thì đây là một cái món đồ mình thấy khá là hời. Về phần camera của cái chiếc Redmi Note 11 này thì nhìn chung là nó cũng rất là ổn ở trong điều kiện đầy đủ sáng. Còn đối với lại những cái chiếc máy giá rẻ thì các bạn cũng không cần phải quan tâm về cái mức độ đa dụng hay là là là, là 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 chất lượng của những cái biến phụ đâu. Vì cơ bản là nó rất là tệ. Điều này là mình tự tin mình khẳng định như thế luôn. Kể cả là những cái chiếc máy cận cao cấp bây giờ mà mình thấy camera góc rộng chụp cứ như là trang bị cho có. Chứ nói gì đến những cái chiếc máy mà thuộc phân khúc giá rẻ chỉ 4 triệu đồng như thế này Các bạn lưu ý nhé Ở thời điểm hiện tại thì 4 triệu nó là một cái mức giá được xem như là rẻ rồi ấy, Chứ không phải là cận tầm trung như là trước kia nữa đâu Ngày xưa là 3 triệu nó sẽ được xem như là phân khúc giá rẻ Nhưng mà đến bây giờ thì nó là 4 triệu rồi Không còn là 3 triệu nữa 3 triệu các bạn kiếm ra toàn là IPS mà HD thôi Rồi độ sáng màn hình rất là thấp chứ không còn ngon như ngày xưa nữa tại vì tình hình lạm phát rồi là tình hình thế giới nó ảnh hưởng đến cái việc mà cung ứng linh kiện sản xuất rồi đó nó bị đội lên cho nên là mức giá bán ra nó cũng sẽ không có rẻ như xưa nữa à, nhưng mà mình vẫn thấy được rằng là ưu điểm ở đây là gì ưu điểm với những cái chiếc máy mà thuộc cái năm ngoái đã được ra mắt vào năm ngoái thì đến bây giờ mức giá nó vẫn uh, vẫn rất là tốt tức là nó giảm nó vừa giảm sâu mà nó vừa có một hiệu năng tốt đặc biệt điển hình như là những cái chiếc máy đến từ uh, Realme hoặc là Redmi chạy con chip Snapdragon 870 máy mới mà chính hãng giờ đây các bạn phải hiểu rằng là cận cao cấp chỉ là Snapdragon 695 chứ không còn là 778 như ngày xưa nữa đấy tầm 89 triệu đó toàn là Snapdragon 695 chứ không có 778 BB8 nó hiệu năng nó hơn gấp rưỡi như thế nhưng mà sang đến năm 2022 thì những máy cần cao cấp nó bị giảm hiệu năng rất là nhiều thay một cái con chip yếu hơn hẳn luôn Đấy, trong khi là những cái chiếc máy mà chạy Snapdragon 870 mà thuộc cái hàng sách tay nhé Thì mình nói nó hơi khập khiển một tí nhưng mà các bạn cứ lấy một cái tham chiếu đó chính là Hàng sách tay của năm 2021 ấy, Thì tầm khoảng 7-8 triệu thì giờ đây nó cũng chỉ còn khoảng là 6 triệu, 6 triệu rưỡi thôi Đấy thì mức giá nó rất là hợp lý Nếu như mà các bạn mua sách tay thì nó sẽ hợp lý hơn Và đặc biệt là nếu như mà các bạn muốn lựa chọn một cái nơi an tâm thì có thể là đến tại điện thoại hay Điện thoại hay thì sẽ có một cái chính sách bảo hành 12 tháng Bao gồm nguồn màn hình và vân tay miễn phí cho các bạn luôn Các bạn không tốn bất kỳ một cái chi phí nào để mua thêm cái chế độ hồng mãi tốt này cả Nên là nó sẽ giúp các bạn yên tâm hơn trong quá trình sử dụng Đấy, Bên lề những cái chiếc máy chính hãng như thế này vậy còn các bạn các bạn nghĩ sao thì xin hãy để lại ý kiến của mình bên dưới phần bình luận của video nhé còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại